anh phải làm không vòng vậy đó. Dạ, cho em xin được hỏi Ricky Star trước nha, tại vì nãy giờ Ricky Star đứng hai bậc rồi mà chưa được hỏi gì hết trơn á. Dạ, không biết là cảm xúc của Ricky Star khi mà lần đầu tiên đúng không đến với buổi lễ trao giải Mai Vàng ngày hôm nay như thế nào ạ? Dạ, em cảm thấy vui hú hồn luôn. Là lần đầu tiên mà em được đứng với mấy anh chị mà em cứ nghĩ là em chỉ được thấy trên qua TV thôi. Em cảm thấy rất là vinh dự khi mình được đi thảm đỏ nè, rồi mặc đồ đen cặp với lại anh Ngô Thế Quyên hôm nay nè. Đúng không anh? Ricky Star có thể chia sẻ một số dự án của mình trong năm mới cho khán giả được biết không? Dạ, em có khá là nhiều dự án trong năm mới và em đang đợi thời gian nào thích hợp nhất để mà làm nó trọn vẹn nhất để mà cho mọi người một món quà. Em rất mong nóng để cho mọi người